Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách điều chế độ rộng xung, còn được gọi tắt là BWM. Thứ hai là cách đọc encoder. Thứ ba là cách đọc ADC trên phần mềm MATLAB. Thì đầu tiên ta vào cái phần mềm MATLAB này, ta mở cái chương trình MATLAB này nha các bạn. Ta vào file new, ta vào mod. Thì đây giao diện cái sổ MATLAB sẽ được hiện ra. Thì để ta save cái file này lại. Chọn một folder mình save, đặt tên là BWM, tên là Thuận Nghịch. Rồi ta save lại. Rồi ta save cái file này xong. Đầu tiên mà để muốn điều chế độ rộng xung BWM, để điều chế độ rộng xung á, thì ta phải cần các cạc USB trên phần mềm MATLAB này. Thì đầu tiên ta phải vào thư viện của MATLAB này, ta lấy cái cạc này ra. Để vào thư viện á, thì có hai cách lấy. Đó là các bạn cái vào là library browser, hoặc có thể các bạn ra cái giao diện cửa sổ MATLAB bên ngoài, các bạn bỏ vào chữ Simulink. Enter. Các bạn đợi một chút thì cửa sổ này sẽ hiện ra. Và mình cần cái card của mình là F28335. Ở đây mình xài card là F28335 các bạn. Enter. Rồi. Để bằng cách mà mình muốn lấy các khối này á, lấy khối F28335 này ra ngoài một cái chương trình của MATLAB á, hoặc là các bạn lấy các khối bất kỳ nào trong cái chương trình MATLAB này á, thì ta có cách lấy như sau. Thứ nhất á, là ta chọn vào cái khối này, ta lít chuột phải vào, ta add to BWM Thuận Nghịch này, tức là ta add cái khối này á vô cái MATLAB của mình, hoặc là cuốn tắt của mình á là Ctrl Y. Thứ hai là có thể chọn vào cái khối và các bạn lít chuột vào đây, các bạn kéo lê chuột ra ngoài trên MATLAB, thì lúc này cái khối sẽ hiện ra, các bạn chọn OK. Lúc này xong, cái card USB này sẽ hiện ra ngoài chương trình MATLAB. Nó thì có hai cách lấy linh kiện đó nha các bạn. Rồi đấy, card USB này á, thì ta nhấp đúp vào cái card USB này, ta cài đặt thông số cho nó, hoặc là tất cả các khối gì trong MATLAB này cũng vậy, ta muốn cài đặt thông số thì ta cứ nhấp đúp vào nó. Rồi là cứ lên card là F28335 ESDB là đúng rồi đó các bạn. Còn cái processor này á, là mình chọn card của mình là F28335. OK. Và cái chọn cái xung lốc á, là 150 MHz, mình chọn OK. Để điều chế BWM thì ta cần các khối như sau. Ta vào thư viện này, ta lấy cái khối không tăng ra. Tăng ta enter. Khối này á, có nhiệm vụ gì? Khối này á, là hằng số, nó tương ứng với là phần trăm của độ rộng xung mà để sắp tới mình sẽ làm, là mình sẽ đặt cái thông số này tương ứng là số mấy thì tương ứng với phần trăm độ rộng xung. Ví dụ như mình chọn là số 50 thì tương ứng với là số 50% độ rộng xung. Thì các bạn nhớ, nếu muốn thay đổi thông số này thì các bạn sao nhấp đúp vào nó, và cái vào cái một con tăng value này, giá trị nó là 50, hoặc là mình thay đổi gì giá trị khác gì đó thì tùy ý. Cái này mình chọn 50 trước đi. OK. Rồi tiếp theo mình sẽ vào, mình lấy khối là embedded MATLAB full xanh, vào library browser, ta có cho khối là embedded, hay khối embedded MATLAB full xanh hiện ra, ta bằng cách ta lúc cho nó, ta kéo lê ra ngoài. Khối embedded MATLAB này á, cái nhiệm vụ nó để làm gì? Nó là dùng để là viết chương trình điều chế độ rộng xung để đảo chiều cho động cơ. Mình tiếp theo ta vào thư viện, ta lấy tiếp là các khối là EBWM, là khối điều chế độ rộng xung. Thì trong ba khối này nó sẽ có khối là
Hỗ trợ là C2802 thì không phải là cái card của mình. Cái khóa tiếp theo cũng vậy. Khối tiếp theo là gì? C280X cũng không phải cạc của mình. Chỉ có cái khối cuối cùng là C28XBX. Thì tương ứng XBX này tương ứng là 335 thì cạc nó hỗ trợ cho cạc mình thì mình có thể hài khối này được. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy mình vào mình lấy thêm khối làm GBIO. GBIO thì GBIO khối này là cái gì? Là khối này dùng để là đảo chiều của động cơ. Là mình kết nối với ra bên ngoài để dùng dùng để đảo chiều động cơ. Đây có gặp bị hiệu đây. Rồi để cài đặt cho các thông số cho các khối này á, thì đầu tiên ta vào cài đặt thông số cho khối EBKM nhấp đúp cho nó. Ta vào có thể là Synero, ta vào một MOS này ta chọn là EBKM1 hoặc có thể là EBKM16. Để sử dụng ở đây thì mình chọn là EBKM1. Vào cái mục timer BIOS unit ta chọn là lock cycle, có nghĩa là chu kỳ đồng hồ tính được theo giây. Mục tiếp theo là ta chọn là by file via dialog. Và cái mục tiếp theo này ta chọn là 64.000 thì tương ứng với chế độ điều động xung là 100% độ cộng xung. Tiếp theo ta vào cái thẻ là EBWMA hoặc là ta vào khối EBWB thì ta có thể chọn một trong hai. Nếu ta chọn mà EBWA mà trong cái scenario này ta lúc đầu ta chọn là EBWB1 thì tương ứng là EBWB1A, mà nếu ta chọn mà EBWMB thì tương ứng với là EBWB1B. Vậy tại sao mà các bạn phải biết là khi nào là EBWB1A, khi nào là EBWB1B? Vì á mà khi mình kết nối với cái cạc USB á, nói với cạc USB ở bên ngoài á, vậy thì cái chân EBWB1A này á, là sẽ tương ứng với chân là GBIO 0, mà EBWB1B này tương ứng với là chân GBIO 1B. Thì trong đây mình sẽ làm tương ứng với chân mình sẽ chọn là EBKF1A thì mình vô mình cài đặt cho các thẻ này trong đây như thế nào. Là ta chọn là chào ta tích chào dấu tích là enable EBKF1A. Ta chọn là xuống cái CMBA unit này ta chọn lock cycle giống như bên scenario các bạn, cái chu kỳ đồng hồ. Rồi CMBA value thì ta chọn là bay via dialog. Và trong cái CMA mà volume này ta chọn là giá trị nó là 32.000. Thì vì trong scenario á cái chu kỳ của nó là 64.000 thì tương ứng với mức 1 nó là 32.000 thì cái giá trị EVKA này mình chọn cái mức nó mắc nhất là cũng là 32.000 thôi. Vậy là mình đã cài đặt xong cái khối EVKM MA đó các bạn, còn các khối còn lại mình không quan tâm tới gì trong cái phần điều chế độ cộng xung, mình cái mấy khối này mình không quan tâm tới. Rồi mình chọn xong thì mình click vào OK các bạn. Rồi mình vô cài đặt cái tiếp theo là mình cài đặt cái khối GBIO. Thì trong GBIO này nó có là GBIO 0 tới GBIO 7. Trong đây nó có 8 cái GBIO, mình có thể mình chọn tương ứng tất cả các GBIO nào cũng được nếu như mà chân GBIO nào chưa xài. Thì cái chân GBIO 0 trên đây nó đã được xài trên cái EBKM rồi các bạn. Mình không được chọn nữa. Vậy mình chọn là chân GBIO04 đi. Rồi mình chọn là OK. Các bạn biết là khi cái chân mà GBIO0 này á và chân GBIO04 này mình đã chọn rồi á thì nó tương ứng cái gì? Cái chân GBIO này á 04 này á, tương ứng với mình kết nối với cái chân deep cộng của cầu H ở bên ngoài cạc USB á các bạn. Ở bên ngoài có cầu H á.
Còn cái chân GPIO không này là mình sẽ kết nối trong cậu H là chân EBU cộng nó, thì để mình nói các bạn rõ hơn là hai chân này là mình chọn khi mà cạc đĩa bi này mình giao tiếp với cạc đĩa bi bên ngoài rồi, thì cạc đĩa bi nó sẽ nối qua, nó sẽ giao tiếp với cậu H những chân đó đó. Để điều chế thì ta vào cái khối em edit MATLAB full xanh, ta đã viết cái chương trình điều chế độ rộng xung cho động cơ. Như mình đã nói á, trên á, nếu điều chế á, 100% độ rộng xung á, thì sẽ được 64.000, mà 50% độ rộng xung thì được 32.000, 25% độ rộng xung á, thì nó được là 16.000. Thì từ các cái chỉ này ta thấy là nó có cái quy luật tăng hết trơn á các bạn. Ê, mình muốn tìm cái quy luật nó thì mình muốn tìm ra được, vậy thì mình dựa vào cái hàm đó là y bằng a nhân x cộng b, thì 100% bằng 6 được 64.000, thì 100% mình xem như là y, 64.000 mình xem như được là x, và 50% thì mình xem như là y, mà 32.000 thì được xem như là x. Thì trừ hai cái hàm này mình sẽ tìm ra được, suy ra được là tìm a với biến a với biến b nó, từ biến a biến b này thì ta tìm ra được biến a, còn biến b nó bằng không, vậy thì ta suy ra được là y sẽ bằng là 640 nhân cho cái hàm x, thì giá trị x là để trị hàng số mình đặt vào, nếu mình đặt vào 100 á, thì nó được 64.000 nha các bạn, còn đặt vào 50 thì nó được 32.000, là mình tìm ra được một cái quy luật đó đó. Thì sau đây mình sẽ viết một cái chương trình là cách điều chế độ rộng xung. Đầu tiên mình vào mình viết là mình vào full xanh, thì mình viết là mình khai báo là y y1 phẩy y2, vậy thì y1 y2 này, thì y1 này là tương ứng với là kết nối với y1 thì tương ứng với chân là EBU kép cộng, còn y2 này tương ứng với chân dép, chân chân dép cộng đó các bạn, và cái hàm này là x nó, thì x này á, là ngõ vào, và y1 y2 này là ngõ ra. Tại enter xuống viết nè, nếu x lớn hơn bằng không, nếu lớn hơn bằng không n n với x bé hơn 95. Tại sao bé hơn 95? Vì nếu mà 100% thì thường mình nói điều chế 100% thì thật sự nó cỡ 95% thôi, mình lấy cỡ 95% thôi các bạn. Thì y nếu mà nó x này lớn hơn không nhỏ bé thì y này sẽ bằng 640 nhân cho x chấm phẩy đó, là cái hàm mình vừa tìm được là mình tìm ra được cái quy luật là y bằng 650 nhân x đó các bạn. Rồi y1 nha các bạn, y1 chứ không phải là y, y1 bằng 640 nhân x, và y2 sẽ bằng không. Vậy thì mà giá trị x mà lớn không, tức là giá trị x này nhập vô dương á, thì mình cho động cơ nó quay thuận là y2 sẽ bằng không, à, chân dép cộng nó bằng không thì nó quay thuận. Thật ra quay thuận với nghịch này là do các bạn quy định thôi, quy định chịu thôi nha các bạn. Và ngược lại, nếu nếu x lớn hơn bằng trừ 95 n x bé hơn không, y1 sẽ bằng 640 nhân cho trừ x một sẽ bằng 640 nhân cho trừ x chấm phẩy, và y2 mình sẽ bằng 1. Tại sao giá trị trừ x? Tại vì mình nhập vô đây là một con số âm, thì chắc chắn là số âm thì ra mình nhân vô cho cái điều chế độ rộng xung thì đâu có âm các bạn, mình cho nó là nó sẽ trở thành một số dương. Nhưng mà lúc này động cơ này, lúc này chân dép mình đã đảo chiều rồi, y2 này lên 1 rồi, thì động cơ chắc chắn sẽ, động cơ chắc chắn là sẽ chạy thần lại, chạy ngược lại. Thì ngược lại mà nó không phải là các số mình, cái điều kiện cho nó, thì mình cho nó là y1 sẽ bằng 64.000 chấm phẩy, y2 sẽ bằng không, cho động cơ chạy thuận luôn, là chắc chắn là hệ thống của mình là luôn luôn chạy. N rồi ta save lại, rồi xong thì mình sẽ đi kết nối dây cho các khối của mình nha các bạn. Mà quên, các bạn mình phải vô cái khối embedded này, mình khi mình viết chương trình rồi á, mình save rồi thì mình phải build nó nha các bạn.
mình build coi nó có báo lỗi hay không. Rồi tức là nó báo lên mấy mục xanh này là hệ thống này lúc mình viết chương trình này là hoàn toàn đúng, nó không có bị lỗi gì hết. Còn nếu như mình mà viết sai á, thì nó sẽ báo lên những cái mục đỏ là chắc chắn lỗi, thì lúc đó mình sẽ xử lý là lỗi mình viết là nó sai, thiếu dấu chấm phẩy hay gì đó thì mình sẽ xem lại. Rồi mình load, mình đóng chương trình này lại, rồi ra ngoài mình kết nối dây. Rồi cái nối dây xong thì mà quên, tại vì mình khi mà mình hướng dẫn các bạn thì mình chưa có bật phần mềm CCS lên trước. Mình nói cho các bạn là các bạn cần phải lưu ý, nếu mình làm trong MATLAB này á, thì trước khi mình mở chương trình MATLAB này lên á, mình phải bật cái phần mềm CCS này lên trước nha các bạn. CCS V3.0 3.3 nè, lên trước. Vậy thì nếu mà giờ mình đã bật cái MATLAB lên rồi mình bật CCS lên thì nó sẽ chương trình nó báo lỗi. Các bạn lưu ý rằng là mình làm trong MATLAB này là mình phải bật CCS lên trước khi mở chương trình MATLAB lên. Thì để vậy thì mình để đóng, mình save chương trình này lại, mình đóng lại rồi mình sẽ mở CCS lên, rồi mình sẽ mở chương trình MATLAB mình lại rồi mình mới build được nha các bạn. Mình build cái đó mình đổ cái chương trình này vô cạc USB cho nó trọng cơ chạy được. Rồi chương trình CCS này mình đã mở lên thì mình vào chữ debug. Mình chọn là connect, thì lúc này là mình chọn debug connect này, mình sẽ kết nối với cạc USB. Nó lúc này hiện dấu xanh lên rồi các bạn, là cho biết là hệ thống này đã kết nối rồi. Rồi ta đóng trình xuống, ta vô ta mở cái phần thằng cái chương trình của mình lên lại. Các bạn đây chút nguyên chương trình nó mở hay lâu. Rồi đấy, nếu mà chương trình CSS mình lên mình đã kết nối rồi, đang hoàn toàn hết rồi xong thì mình vào chương trình MATLAB. Lúc này mình chọn vô build nè các bạn, thì mình build coi chương trình mình có bị lỗi hay không. Mình build xong rồi nếu không lỗi rồi mình mới qua cái phi CSS mình đổi chương trình mình build trên CSS được. Thì mình bật cái màn cửa sổ mà đây mình coi nó là chương trình nó đang chạy, nó build nè các bạn, nó chạy như vậy là xong. Còn nếu mà nó chạy mà không xong là chắc chắn là bên chương trình này nếu mình có lỗi gì nó sẽ báo lỗi trên đây liền đó. Cho nên là chương trình đã chạy xong thì mình vào cái chương trình CCS, ta chọn vào đây ta chọn là rebuild L, thì đấy là đây đây là ta đã biên dịch thì từ chương trình của mình lắp ta biên dịch qua đây, chương dịch cái file head qua đây thì ta build coi nó có bị lỗi gì không. Thì các bạn nhớ build nha, nếu mà các bạn không build trước này thì vào lúc mình vào mình load vào game nó không có cái file trong đây đâu. Rồi rồi là lúc này là nó báo là không không lỗi nè, không cảnh báo gì luôn. Rồi mình vào đâu mình mới tiếp tục là mình vào file, chọn load RAM. Nó thì load của em lúc này là cái file này, cái file BWF M thử nghịch của mình nè, cái file head này nó đã có nè, mình chọn nó lít nó xuống, lúc này nó sẽ vô, nó vô chỗ file name này, mình chọn chữ open. Đó, lúc này là chương trình nó đang load từ cạc USB đó các bạn. Thì bắt đầu mình muốn cho chương trình chạy thì mình vào chữ debug này. Mình nhấn run. Nó, vậy là lúc đầu là ở bên ngoài là chắc chắn là động động cơ đã chạy rồi đó các bạn. Như vậy thì các bạn thấy rồi đó, mình nguyên cái chương trình này thì điều chế độ cộng xung là mình gồm có bốn khối, cái khối không tăng này là mình đặt cái số điều chế độ cộng xung gì đó vô để tương ứng số nhập, có thể mình nhập là số âm, mình số nhập số âm á trừ 50, ok nó vậy thì nó sẽ chạy nghịch mà mình nó sẽ chạy thuận, thì để ý vào cái con số phần trăm này mà mình nhập hơn các bạn.
Đó, thì mình dòm có bốn khối là khối Embedded MATLAB, khối VKM và GPIO. Rồi để tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đọc encoder. Cách đọc encoder cho động cơ DC. Thì để đọc encoder á. Để đọc encoder á thì ta phải cần các khối như thế nào là ta vào cái khối thư viện. Ta lấy khối là EB, LQEB. Enter. Đó, thì lúc này vô đây mình phải chọn là có cái khối LQEB này á là tương ứng với cái card là FC28X3X này, nó mới giống được nha các bạn. Đây là khối LQEB. Và tiếp theo nữa là mình lấy cái khối là để cái khối là xử lý cái xung đột ra. Ta vào thư viện nè, ta lấy cái khối Add Function Builder ra. Add Function Builder thì cái hàm này có gì là nó sẽ cái khối LQEB này nó sẽ đưa dữ liệu vô cái hàm Add Function Builder này và mình xử lý cái tín hiệu LQEB này để hiển thị ra cái phần mềm là để cho nó hiển thị ra bên ngoài. Đây. Chút xíu cái giá trị encoder này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình cho nó xuất ra cái phần mềm Termino shortcut này luôn. Đây đó là phần mềm mà chút xíu là giá trị encoder nó sẽ đọc ra trên đây, nó sẽ đọc cái giá trị bao nhiêu nó sẽ hiển thị số trên đây hết nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình lấy cái hàm con tăng. Mình vào thư viện mình lấy hàm con tăng ra. Hàm con tăng này có nghĩa là gì? Có nghĩa để chi các bạn? Mình cho số 13. Số 13 này gì? Số 13 này có nghĩa gì? Số 13 này á khi mà mình cho nó hiển thị ra cái phần mềm Termino này á, thì con số 13 này á là tương ứng với cái mã ASCII á. Lúc đầu mình sẽ hiện cho hiển thị trên đây đó, thì là mình chọn là mã ASCII chứ không có xoáy số hết gì hết, mình chọn là ASCII. Con số 13 là tương ứng với là xuống dòng. Thí dụ như nó đọc ra được là 100 xung thì nó xuống dòng, hiển thị 100 xung xuống dòng, hiển thị 100 xung. Nếu nó có thay đổi thì nó cứ xuống dòng hoài chứ không có chạy luôn tuần chạy ngang qua đây mà nó đi xuống như nào các bạn. Nó sẽ chạy theo thứ tự xuống. Rồi. Tiếp theo là mình vào cái này mình có library thì mình lấy cái khối mút ra. Khối mút. Đây. Và tiếp theo một cái phần nữa đó là cái phần rất quan trọng này. Để muốn xuất ra được phải cần cái phần này bằng SCI. SCI chân mệt. Đó. Vì mình phải tìm cái khối SCI hỗ trợ là cho cái card mình. Đây, đúng rồi. Đó. Đây là card là 28X7X. Nó đúng với, nó hỗ trợ là tương ứng với tương thích với cái card mình. Đây thì để tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt các thông số cho các khối này các bạn. Đầu tiên mình vào cái khối mút này trước đi. Cái này nó ngắn hơn. Và cái mút này á như thế nào? Tại sao mình phải chọn số 2? Khi các bạn thấy số 2 á tương ứng là có hai ngõ vào này các bạn. Các bạn nên chọn số 3. Số 5 đi. Ok. Đó, về chắc chắn là nó ra được năm ngõ. 1 2 3 4 5. Đó. Nhưng mà mình ở đây thì mình cần chỉ có là hai ngõ vào thôi các bạn. Các bạn cái ngõ vào là Add Function Builder và ngõ vào Quantum. Cho nên mình chọn 2 thôi. Chọn 2. Ok. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ ra hai cái là đó các bạn. Hàm con tăng thì mình đã đặt rồi, mình giới thiệu trên lúc điều chế rồi đó các bạn. Là mình đặt số 13 thì mình nhấp đích cho nó mình đặt thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn á là cài đặt cái khối là SCI Chainmate này. Khối này là có nhiệm vụ á là lấy dữ liệu được xử lý đem ra ngoài hiển thị. Đây thì mình chọn là A. Rồi ok. Rồi. Còn cái khối này.
Là tiếp theo là mình sẽ cài đặt cho hướng dẫn các bạn cài đặt là khối LVDT. Khối LVDT này mình cho thẻ là Scenario. Đây mình chọn là LVDT 1. Vì á, khi mà kết nối với cạc DSP á, nếu mình chọn LVDT 1 á, thì mình sẽ kết nối ra bên ngoài là LVDT 1A hoặc LVDT 1B. Vì encoder của mình á, là nó sẽ có là hai dây, một dây là pha A và dây pha B đó các bạn. Đó, rồi mình chọn. Và trong cái thời gian lấy mẫu này á, mình thì mình sẽ chọn thời gian lấy mẫu là 0,01. Giống như lúc đầu chương trình mình đã chọn là nó là 0,01. Đâu đó mình vào mình coi là cái thời gian chọn mẫu của chương trình mình có phải gì không rồi. Rồi đúng rồi, 0,01 các bạn. Rồi. Là coi xin cái trong cái thẻ Scenario mình đã chọn xong rồi. Mình vào cái Boson Counter. Mình vào là Output Boson Counter. Và cái giá trị max của nó là nó đọc từ là 42.000, tức là cái biến counter trong đây nó sẽ đếm là từ tới là bao nhiêu số các bạn. Cái giá trị là đếm từ 0 cho tới cái giá trị này. Và mình cái giá trị này mình cũng có thể là đặt lại. Mình đặt lại cho nó đếm là bao nhiêu. Dù mình đặt lại cho nó đếm là 4 triệu, 4 triệu thôi. Đó. Vậy thì 4 triệu này có ý nghĩa gì? Ôi xin lỗi các bạn, cái phần mình hướng dẫn các bạn lại bên cái phần Synergo này nha. Cái thằng cái mình đầu tiên mình chọn LB kép 1 thì là LB kép 1A hoặc là kép 1B mình đã nói với các bạn rồi. Và tiếp theo có một boost xanh counter mode này á, các bạn phải chọn là nó có bốn chế độ là up down, up counter là đứng lên rồi down counter đứng xuống gì đó. Và chọn là water counter này. Cái này nó có ý nghĩa gì? Là nó sẽ nhân bốn lên. Ví dụ như encoder của bạn mà được nó quay một vòng được 200 xung, nó nhân 4 lên á thì nó sẽ được là 800 xung. Và nếu encoder của mình á mà 400 xung á thì nó nhân 4 lên sẽ được 1.600 xung. Đó. Cái cổ này là nó có ý nghĩa gì bạn? Mà cái encoder của mình á đang hướng dẫn các bạn là nó quay một vòng nó sẽ được 400 xung. Mình chọn là cái này là nhân 4 lên thì chỉ cắn một vòng của nó sẽ được là 1.600 xung nha các bạn. Rồi. Thì tiếp theo mình qua cái này. Mình đặt là số trong đây á 4 triệu. Thì tôi hướng về 4 triệu này á, khi mà counter nó đếm lên tới 4 triệu thì tự động nó sẽ quay về không lại. Mà mình đặt cái giá trị là 5 triệu thì nó đếm tới 5 triệu nó quay về không lại các bạn. Tức là nó giống như là nó chèn thì nó quay về không. Nó không cho đếm, nó không đếm lên được nữa, là phải do giá trị mình đặt. Và cái giá trị mình đặt có thể mình đặt là bao nhiêu mà các bạn. Là 400 hai mấy 400 hai mấy 400 4 tỷ 200 chín mấy triệu gì đó. Đó, là mình chọn được cái này là mình chọn ví dụ cho 4 triệu thôi. Vậy thì encoder nó sẽ đọc được là 4 triệu nó sẽ quay về. Dạ cái khối này mấy cái khối này mình không quan tâm. Dạ khối này cũng không quan tâm luôn. Giờ có khối này thì signal data type mình phải vô mình không không phải có khối này. Đúng rồi, khối này signal data type mình phải chọn cái kiểu dữ liệu của mình phải chọn là unit 32 cho nó dư dư các bạn. Hoặc là mình chọn unit 16 thì nói chung mình chọn sao cho giá trị nó chứa được cái giá trị là 4 triệu của mình á thì mình chọn cái dữ liệu nó tương ứng. Rồi. Rồi thì ta chọn là cái kiểu unit là 32 là nó sẽ chứa được là có thể là nó chứa được giá trị đó mình là 4 triệu mình đặt nó. Mà các bạn lưu ý rằng cái xung điểm này mình đặt nó 4 triệu á, vậy thì nó điểm lên tới 4 triệu á thì tự động nó quay về không, nó điếm lên tiếp nha các bạn, chứ không phải là nó quay về không nó đứng luôn đâu, mà nó quay về không sẽ điếm lên tiếp. Rồi thì đây là các thông số mà mình đã cài đặt trong khối LVDT mà đây đọc encoder giao rồi đó các bạn. Rồi mình chọn ok. Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn là đọc khối đọc là Ad Function Builder. Ad Function Builder á, thì các bạn vô cài đặt như thế nào? Vào cái data mình đặt cái input á là biến vào mình đặt là tên là U0 và cục rau này á mình đặt là 1. Vì khi khi mà qua cái thằng LVDT này nó đưa vô thì nó đưa vô nguyên một cái mảng này mình chọn là 1 thôi các bạn. Rồi qua cái output này nó có là mình đặt tên á, mình đặt tên nó là Y0 hoặc mình có thể mình muốn đặt cái tên gì tùy ý, mình tên H gì đó, tên U tên T tùy ý, mình đặt cái này là Y0 đi.
Rồi. Cái mảng này lúc này tại tại sao ở đây mình đặt là con số 7. Hồi nãy á, lúc mà Sun Encoder các bạn đọc vô mình có đặt là con số 4 triệu. 4 triệu nó là phải 7 số không các bạn? 7 số thì cho nên mình phải đặt đây là số 7. Đó. Rồi, xong mình vào mục là parameter này mình không cài đặt gì hết, vào data type này có hai cái biến mình cần lưu ý là nếu các bạn làm sai thì nó sẽ sai, nó không hiển thị được. U0 thì mình chọn cái kiểu U0 là cái biến đây, U0 là cái biến vào nè các bạn. Đây, U0 là cái biến vào thì mình chọn là cái kiểu rồi cái unit 32 để cho nó phải chứa được số 4 triệu. Và riêng cái thằng ngõ ao này mình phải chọn cái kiểu là unit 8 này. Các bạn nhớ là dù cho thế nào nữa cái ngõ ra này lúc nào cũng phải chọn đặc định là unit 8. Và xong tiếp theo thì ta vào cái output này. Output này để làm gì? Ta đã viết cái chương trình tách số và giải mã để hiển thị cái phần mềm đấy. Khi mà ta tách số gọi là đơn vị chục trăm để hiển thị trên cái phần mềm Termino này nè các bạn. Này 8 data 32 output. Rồi ta vô ao này ta viết chương trình. Viết chương trình như sau. Đầu tiên ta khai báo là long x. Nó long x là nó có thể nó chứa là 2 mũ 16 là nó tới sao. Long x này là cái giá trị nó mình khai báo là nó phải nó chứa được số 4 triệu các bạn. Nè, mình cho gán giá trị là x sẽ bằng với u0. U00 chấm phẩy. Tại sao u0? Tại vì x này nó sẽ chứa nguyên cái mảng u này. Nó chạy nguyên cái mảng u là từ u0 có nguyên cái mảng gì trong đó. Đây nè, đầu mà mình cho y y0 y0 sẽ bằng cái giá trị x đó các bạn, cái giá trị x là bằng với u0 thì lấy cái này mình lấy giá trị x này đi đi hiển thị nè. X bằng %10. X phần trăm 10 tức là sao? Tức là dấu phần trăm là chia lấy phần dư. X phần trăm 10 là chia lấy phần dư nha các bạn, dấu phần trăm là lấy phần dư. Nó ví dụ các bạn ví dụ như 11 mà chia cho 10 vậy thì nó sẽ lấy số 1 ra ngoài, nó là số 1 là số đơn vị rồi. Mà tại vì tại sao cộng thêm 48? Vì cộng thêm 48 là do mình hiển thị trên terminal này, đó là phần mềm ASCII á, cho nên mình phải cộng thêm số 48 nó mới hiển thị được. Rồi cộng 48 chấm phẩy, đó là mình tách số mình lấy ra được con số đơn vị. Tiếp tục tích y. Tại sao mà cái này nó bắt từ số 6? Thì mình bắt đầu từ cái mảng của mình đi là từ y cho từ 6 cho tới 0 thì là có 7 số các bạn. Hồi nãy mình lấy 4 triệu là được 7 số thì mình lấy khoảng từ 6 tới 5 4 3 2 1 0. Tiếp tục tới y0. Y0 5 bằng x chia nguyên đi 10 xong rồi mới phần trăm 10. Phần trăm 10 cộng 48. Chẳng phải. Đây, đó là khi mà y5 này lúc này chia nguyên cho 10, tức là chia nguyên cái dấu chia này nó là dấu chia nguyên là chia lấy phần lấy nguyên, còn phần trăm là chia lấy phần dư. Đó thì ta lúc này nó sẽ lấy được cái này là số hàng chục. Ta copy cho mau nha các bạn. Đây. 3 5 6, 7. Y5 tới y4 y3. Y2 y1 và y0. Rồi x chia nguyên đi 10 thì x chia nguyên đi 100 phần trăm đi 10 là chia lấy là chia nguyên đi nguyên đi 100 phần trăm đi 10 là lấy số trăm, và chia nguyên 1000 phần trăm đi 10 là lấy số ngàn, và chia nguyên đi 10000 phần trăm đi 10 cộng 48 là lấy số 10000, lấy số hàng chục ngàn dài triệu là chia cho số 1 triệu 5 số 0 100.000. 100.000. Đây là sẽ mình phần trăm đi 10 là sẽ lấy được con số ở hàng trăm ngàn. Và có thằng này á, con số cuối cùng á, thì mình chia đi một chia nguyên đi 1 triệu. Đó là mình sẽ lấy ra được số 1 triệu. Ví dụ mình một số mà
một triệu mấy thì đó mình chia chắc chắn mình sẽ lấy được con số 1, là mình lấy con số nguyên thôi các bạn, là chia nguyên 10 là mình lấy con số nguyên. Vậy là xong xong cái chương trình rồi đó. Giờ mình bắt đầu mình vào mình rồi xong thì mình viết chương trình này xong thì mình lên thấy mục tiêu các bạn, mình build thử coi nó có thay đổi không nha. Rồi nó báo là mình đã đọc cái file C này nó thành công hết các bạn, là tức là không có lỗi. Rồi mình load. Rồi xong ra ngoài mình sẽ đi kết nối dây nha các bạn. Rồi mình sẽ kết nối dây xong. Bây giờ mình sẽ build lại cái chương trình. Tại vì do mình lúc nãy CSS mình mở lên rồi thì chẳng chương trình CSS vẫn còn, thì mình vẫn build được bình thường các bạn. Và mình build hết chương trình, nó có bị lỗi gì không? Rồi, nó bị lỗi gì? Kiểu qua hai ở đây là nó báo lỗi là cái input à, nó báo lỗi là tức là các kiểu dữ liệu mà giàu ra các bạn, nó không hợp. Để mình coi lại hồi nãy ở đây á, cái dữ liệu vào đây á, là hồi nãy mình có nói với các bạn là khai báo là init 8 đúng không, thì hôm qua có không tăng này á, là mình cũng phải khai báo cho nó đúng mà. Cái này mà khai báo unit 32 cho nên nó bị không đúng, không hợp với cái trong cái commit này nè, cho nên nó sẽ báo lỗi. Thì thử cho mình vô mình chọn lại cái unit này cho nó hợp lại đó các bạn. Rồi mình chọn unit 8, mình chọn là ok. Rồi xong mình nhắn build lại thử coi chương trình nó có chạy sao. Nó mình lúc mà nó build thì mình chạy ra chương trình MATLAB mình xem nó build rồi. Nó ra hai mũi tên, là lúc này là chương trình nó đã build xong rồi đó các bạn. Rồi build xong thì mình cũng tương tự thôi, mình làm mình qua bên phần CSS. Mình build trên CSS. Rồi CSS nó báo đó không lỗi, không cảnh báo. Rồi mình vào file mà cái mục load game này lên, nãy lúc chương trình mình chạy á, lúc mình đã chạy rồi mà mình chưa nhắn reset lại á, mình vào debug mình nhắn reset lại cho nó hiện lên cái hộp máy mình mới download chương trình được. Mình reset CPU qua đây mình load à, lúc này là load game, là lúc này chương trình mình đã sửa, có đọc encoder vô thì nó load cho chương trình mới cho mình à. Rồi nó open, nó load vô. Rồi mình vào debug đi cũ debug mình nhắn là run. Rồi mình bật hiển thị cái màn hình terminal lên. Terminal lên nó chưa hiển thị thì mình phải chọn connect nha các bạn. Đó. Chọn connect thì giá trị nó sẽ đọc, nó giá trị encoder là 1 số, 2 số, 3 số, 7 số tổng cộng. Nó là lúc đầu mình cho hiện 7 số các bạn. Nó 4 triệu là nó hết. Thì bắt đầu mình sẽ share nè, mình sẽ xây cái động cơ. Mình xây động cơ thì cái số chung encoder nó sẽ thay đổi nha các bạn. Nó vậy là mình lúc này là mình đã đọc được encoder rồi đó các bạn. Encoder của mình đã đọc mà. Để mình disconnect lại. Mình để mình reset lại, mình cho nó đọc lại. Rồi, đó cô nghe.
mình muốn cho đọc lại thì mình cứ vô file mình reset xong mình load vào game nó lại, mình load vào game nó lại xong mình vào debug mình nhắn run. Rồi xem menu cái này là nó ra chạy nè, bắt đầu mình cho nó hiển thị đây, hiển thị điểm xung nó được là 614 xung. Cái này là do mình xe tay các bạn chứ không có động cơ chạy, bởi nó chậm lắm, nếu mà cho động cơ nó chạy là xung nó mau lắm đó. Mình xây nè, đó lúc này nó lên được nhiều 7 ngàn mấy rồi đó, 10 mấy ngàn đó. Mình xây nè, mình xây cho nhanh cho số xung nó thay đổi cho mau rồi đó. Thì đây đó là cách để đọc encoder được các bạn, thì mình đã chỉ cho các bạn là nó đã đọc encoder được rồi. Thì cái phần đọc encoder này thì gồm có cái khối, các bạn nhớ quan trọng là mình phải muốn đọc encoder, cần có cái khối là để xử lý cái xung encoder vô là add function builder, là để mình tách lấy phần chục, phần trăm, phần đơn vị, phần nghìn, phần chục ngàn, phần triệu đó các bạn. Và cái là sci chain mệt này á, là cái này khối này dùng để hiển thị ra cái phần mềm terminal này. Rồi bây giờ để tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đọc ADC, tức là giao tiếp ADC đọc bên ngoài vào. ADC nghĩa là gì? Là tính biến đổi tín hiệu tương tự thành số các bạn. Giờ mình sẽ về cái khối này lên chút. Rồi khối ADC thì mình sẽ vào cái thư viện là library browser. Mình đánh là chữ là ADC, enter. Rồi có rất nhiều khối ADC nhưng mình chọn cái khối ADC là có tương ứng với là nó hỗ trợ cho cái card DB của mình, nó là F28X3X như mình nói với bạn là từ đầu giờ đó. Các bạn phải chú ý cái điều này ha. Mình lấy mà nếu không đúng thì nó phải nó chương trình nó sẽ báo sai mà các bạn. Rồi, để cách khai báo cho cái ADC này như thế nào. Mình nhấp đích vào khối ADC. Vào cái ADC control. Vào cái một module, thì module này nó có A, B và A and B. Tại vì sao? Trong card USB nó có hỗ trợ là tổng cộng là 16 kênh ADC. Trong đó là kênh từ ADC 0 cho tới ADC 7 và ADC vào và cái kênh B. Và cái kênh là cái từ là kênh B từ B0 cho tới B7. Đây, thì nếu mà mình chọn kênh kết nối kênh A thì mình chọn chữ A, mà mình chọn cái B thì kết nối chữ B. Mình chọn hai kênh luôn, mình xài mình chọn là hai kênh A and B. Ở đây mình sẽ chọn kênh A thôi. Rồi mình vào có một thời gian lấy mẫu nè các bạn. Mình chọn là cũng là 0.01, tại theo chương trình của mình là 0.01 giây. Giờ tiếp theo là mình mình qua cái mục là input channel. Đây input channel này có là gì? Ở đây các bạn thấy số 3 thì nó sẽ hiện ra cho mình là ADC in A0, ADC in A1, ADC in A2, tức là ngõ vào. Có 3 ngõ vào thì nó chọn lại số 3. Mà nếu mình chọn số 1 thì nó đây là có ADC in A0 thôi. Thì vậy là cái mục mà number up convention này là nó nói đến cái điều gì? Ở đây là nó có 8 kênh tổng cộng. Nếu mà mình đã chọn kênh A rồi thì nó sẽ hiện ra là 8 kênh kênh A. Bây giờ mình chọn A and B nè, nó sẽ hiển thị ra. Đây nó sẽ hiển thị ra tổng cộng là 16 kênh đó các bạn. Vậy thì mình chọn ở đây mình chọn kênh A thôi. Rồi bên đây nó sẽ hiển thị ra cho mình 8 kênh thôi. Rồi mình chọn là hai kênh thì nó sẽ ra hai kênh. Mình chọn một kênh thì nó sẽ ra một kênh. Thì mình hướng dẫn các bạn thì mình lấy một kênh thôi. Mình chọn là một kênh thì lúc này là mình chọn. Lúc này thì các bạn muốn chọn là cái chân giao tiếp bên ngoài là mình vô là mình chọn là giao tiếp với chân ADC in A0 hay là A2. Mình chọn A1 thì chọn A1, A2 thì chọn A2, A3 thì mình chọn A3. Rồi thì bây giờ ở đây mình chọn ADC 0 đi. Rồi xong, vậy là mình đã kết nối xong cái thằng kết nối ADC đó các bạn. Mình vô thì ADC thì mình chỉ có cài đặt thôi, đơn giản. Ok, mình chọn xong thì nhấn OK. Rồi để mà cái kết quả ADC này nó đọc ra mà mình muốn biết nó ra bao nhiêu á thì mình cần phải lấy thêm một cái khối nữa để viết chụp trình cho nó. Mình đã khối lấy embedded đó các bạn. Embedded mình lậu dở chứ mình đã lấy rồi. Đây embedded thì MATLAB function là khối này có nhiệm vụ nè.
có em biết để MATLAB này là nó khi nó kết nối này nó sẽ mình sẽ viết chương trình cho nó. Giờ mình sẽ kết nối nha. Mình viết chương trình cho nó như sau. Thằng này nó ra sẽ ADC nó là kênh A thì là chương trình của mình là U, giờ FCNU. Mình tạo xuống. U là ngõ vào, Y là ngõ ra. Vậy mình viết nè, y là nó ra, vậy là y bằng gì, y bằng để viết chương trình cho lấy cái số cái số mà mình tương ứng ra mình để mình xài các bạn. U nhân ở đây số 5 này ở đâu mình có, tại vì ADC ở ngoài mình sẽ lấy cái biến trở mình cấp điện áp 5V vào chân ADC đó, mà dặn cái volume bắt đầu cái volume nó sẽ thay đổi là từ điện áp 0V cho tới điện áp 5V, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 cho tới điện áp 5V, cho nên mình nhân cả 5 thì điện áp mắc nhất là 5V. Mình chia cho 4095, 4095 này ở đâu ra, 4095 này là ADC của mình nó có 12 bit mà mình lấy hai mũ 12 lên là nó được là 4095 đó. Thì cái giá trị này U này nó đọc vô tương ứng là bao nhiêu volt này nó sẽ đổi ra số bit, nó nhân cho 5 nó chia tương ứng lại. Nếu như nó lên 5V thì nó lấp đầy các bit đó. Thì nó lấy cái giá trị U này sẽ được 4095 thì nó lấp đầy thì nó sẽ cho mình ra được là 5V. Thì nó cho mình ra được số 5. Rồi, đây là xong. Là mình thấy mình kêu chứ chương trình có nó quá lỗi gì không? Nó vậy là xanh hết là không có lỗi các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, nếu mà mình đưa cho điện áp 5V thì mình sẽ nhân cho số 5 thì tất cả nó lấp đầy thì cái U này nó bằng giá trị 4095 á thì nó ra được số 5, mà nó chưa tới thì nó chia nó nhân chia gì đó thì nó sẽ ra được cái số volt tương ứng của mình đưa vào mình dặn cái volume mình thay đổi đó. Nếu 0,1V thì nó đưa ra tương ứng của mình 0,1V là cái một đầu ra ở Y này các bạn. Nếu lúc này á, nếu mà các bạn gặn volume mắc lên đó, thì 5V thì nó sẽ đưa ra đây được 5V. Vậy thì được 5V đó, thì trên đây thì các bạn sẽ đem đi xử lý gì đó, các bạn có thể đưa vô xử lý cái hàm không tăng thay thế hàm không tăng này nè, mà lấy cái này một con số gì đó gì nó đưa 5 vô đây, mình sẽ lấy thêm một cái hàm embedded nữa thì mình lập trình cho nó, mình viết chương trình cho nó nhân lên một số alpha là gì đó, nó sẽ ra được một con số mình đưa vô mình đi xử lý một vấn đề gì đó đó. Thì là cách mình hướng dẫn cho các bạn là cách đọc ADC. Thì đây là phần mình hướng dẫn cho các bạn là bên phần mềm MATLAB rồi đấy. Phần đầu của mình là điều chế độ cộng xung BWM, thứ hai là đọc encoder, thứ ba là đọc ADC. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn được ba cái này là thấy chạy chương trình cũng đã chạy ổn định đó. Thì các bạn chúc các bạn xem cái video của mình được làm theo thành công. Rồi. Bye bye các bạn.